Bây giờ mình dọn này. Hết phân ở đống này cũng mệt mỏi luôn đây. Trong này biết được cầm ký không ta? Này phải tầm này phải chụp này phải hơn ký đấy. Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nuôi dán Nubia bằng vỉ giấy, cái vỉ đựng trứng bằng giấy đấy. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là một chồng vỉ giấy của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp cái vỉ giấy như nào đó để cho nó hợp lý để mình nuôi con dán Nubia để cho nó sinh trưởng và phát triển tốt nhé. Đó, đây là một cái vỉ trứng còn nguyên này. Đó, vỉ trứng còn nguyên đây. Thì các bạn xếp vỉ trứng ấy, thì các bạn ấy úp hai cái vỉ trứng lại cho mình như thế này. Úp lại như thế này. Úp lại hai cái mặt lại với nhau để cho nó tạo ra cái khe hở. Hai cái mặt là vỉ trứng úp lại với nhau thì nó sẽ tạo những cái khe hở như thế này. Thì con dán nó sẽ chui ở bên trong này. Đó. Thì đây là dùng cái vỉ còn nguyên. Nhưng mà đối với cái tăng nuôi của dán của các bạn, nếu mà nó hơi thấp ấy thì mà dùng nguyên cái vỉ nguyên như này úp vào với nhau ấy, thì khi mà bạn cho vào tăng thì nó cao quá đúng không? Nó cao quá nó sẽ để chạm lên cái phần mặt bên trên ấy, nó gần cái nắp quá thì nó sẽ làm con dán nó leo lên là nó đi ra mất. Thì nếu mà tăng thấp ấy, thì các bạn hãy cắt đôi ra. Bây giờ mình sẽ cắt như nào, ngay bây giờ mình sẽ cắt để cho các bạn xem nhé. Đó, bây giờ mình sẽ cắt đôi cái vỉ ra đây, vỉ như này. Các bạn sẽ dùng cái dao cắt đôi cái vỉ ra. Phải dùng dao mới cắt được chứ kéo là không cắt được đâu. Kéo cắt nó gập nó nát hết. Mình đưa làm đôi như thế này. Đó, sau đó mình sẽ úp lại như thế này. Đó. Tiếp theo thì, tùy theo mức độ mà cái tăng nuôi của bạn nó cao thấp hoặc nó rộng như nào thì mình sẽ úp lần lượt những cái miếng vỉ giấy lên với nhau như này. Đó, thì ở đây mình đã có làm sẵn một cái chồng vỉ sẵn rồi. Đây này. Đó, mình úp sẵn như thế này rồi. Các bạn thấy chưa? Đó, mình úp sẵn như này. Rồi sau đó bạn dùng cái dây bạn cột lại thành cố định thành từng khối như thế này. Đây chỗ này. Đó. Các bạn thấy cột thành từng khối như này sau đó chồng lên. Thấy chưa? Đấy, như thế này. Đó. Thì đấy là cái bước chuẩn bị vỉ giấy. Thì sau đây thì mình sẽ mang cái vỉ giấy thì mình đi xếp vào cái thùng nuôi để mình thả dán vào. Đó, đây. Đây là một cái thùng nuôi mà mình đã chuẩn bị sẵn. Đấy, mình cái này là mình dùng cái thùng nhựa 80 lít. Mình thả cái chồng vỉ trứng giấy vào. Đấy, các bạn nhìn này. Xếp vào như vậy. Đấy.
Dạ. Yeah. Đó rồi bây giờ là bắt đầu mình cho rán vào thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình như là mình thả rán vào. Rồi, bây giờ thì phải sàng gọn rán này lọc. Nó nhiều phân quá, phải sàng kiểu này mới được. Sàng như là kiểu các bà, các mẹ mình hồi xưa sàng đậu, sàng thóc á. Đó, cho nó lọt hết cái phân bên dưới này. Còn lại rán bên trên thôi. Mỗi lần dọn phân rán này cũng mất thời gian lắm. Đây nó còn một ít nữa. Hộp hết vào trong này. Tiếp tục ra. Này là có vẻ nó bị tắc rồi. Không phải rớt phần nữa. Loại rán nhỏ này mình cho cá rồng nhỏ này này, chim ăn thì đúng chuẩn thôi rồi luôn. Đó, vậy là xong. Hôm nay đây là xong cái video mình hướng dẫn các bạn nuôi rán Lubia mà sử dụng vỉ giấy nhá. Thì các bạn nào mà có điều kiện hơn thì mình mua cái thùng nuôi nó hình vuông đó, để cho nó tăng cái diện tích lên. Còn nếu không có thì mình sử dụng cái xô giống như mình này cũng được. Bạn nào có điều kiện thì mình làm cái đang nuôi nó hình vuông thì nó sẽ rộng rãi, thoải mái hơn. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc.